mời cha đứng lên đọc kinh nhé. Xin yên cha và con và thánh thần amen. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con để biết việc phải làm, khi là xin Chúa giúp đỡ. Từ khởi sự cho đến mọi thành đều Chúa ơi. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Tối hôm nay chúng con nhận một ca bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Có cha xứ dẫn người bệnh về. Đây là lòng thương xót của Chúa đã tỏa sáng trên người bệnh nhân, trên người anh em của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót chúc lành cho người bệnh nhân này. Và xin Chúa nếu ông còn những điều gì vướng mắt, xin Chúa hãy tha thứ để ông được mà chữa lành, để ông chạy về quê hương sống với con cái trong những ngày tháng cuối đời của ông được mạnh khỏe. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha xứ của ông và cho đàn chiên của cha mỗi ngày được vận động cảnh sát để đàn chiên lắng nghe lời cha, thực thi lời Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng đến như lễ vô cùng. Như danh Cha và Con và xin mời cha ngồi. Rồi xin mời ông ngồi nha. Hồ sơ và án không? Hồ sơ và án không? Sao sáng đi chúng mà? Bây giờ hãy gửi vô sau nha. Hãy gửi hồ sơ và gửi vô sau. Hồi trước ông đã nằm bệnh viện ở đâu? Ung bú nằm được bao lâu? Phát hiện lên vậy là lâu chưa ông? Đau dữ không? Đau lắm. Ngồi không được. Ăn được không? Ăn cái gì? Ăn cháo, cháo thịt. Hả? Cháo không cháo, thịt thì không ăn được. Cháo cá khô thì được. Cháo cá khô thì được. Cháo cá khô. Năm nay là ông 78 tuổi rồi ha. Sao ông không tranh thủ về đây sớm mà phải đợi tới giai đoạn này? Cha cũng mới biết này. Cha có biết rồi đây chữa ung thư. Mới biết là sáng nay gia đình còn nữa. Cha ơi, ở đây nó có những nguyên tắc sau đây nè cha. Dạ. Tức là ở đây tụi con đã mở phòng khám ung thư cách đây là gần một năm. Thì tụi con đã cho ra nhiều ca ung thư lắm rồi, coi như là ung thư vú, ung thư này, ung thư kia. Tụi con đã sau một thời gian chữa trị thì đưa bệnh nhân lên trung tâm hoàn hảo để xét nghiệm, thì bệnh nhân đã hoàn toàn hết ung thư thì tụi con cho về. Nhưng tụi con cũng nói với cha như thế này, ở đây tụi con chữa bệnh ung thư là bệnh mót đó. Bệnh mót có nghĩa là hên xui. Ví dụ như mà mình còn tin cậy vào Chúa hay là đứng vào thương xót chút làm cho từng bệnh nhân, điều đó mình phải cầu nguyện. Điểm thứ hai là mình có phác đồ điều trị. Cái phác đồ điều trị ung thư nó khó, tại vì cái bệnh ung thư là bệnh khó, cho nên phác đồ điều trị phải là phác đồ khó. Thế thì sau 7 tháng rồi con chữa bệnh ung thư, thì tại sao mà hôm nay cha phải ngồi ở đây, mà tại sao bệnh nhân cần phải có cha xíu đưa tới? Nó có 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất là tụi con ở đây không có tụ tập người ta một cách bất hợp pháp. Có nghĩa là những ai đến đây thì những người đó phải có địa chỉ, có nguồn gốc thì tụi con mới nhận bệnh được. Điểm thứ hai là về các thứ bệnh nan y hiện nay trên thế giới nó lan tràn dữ lắm. Nếu như tụi con nhận chữa bệnh ung thư, nhận chữa bệnh nan y mà không có người đứng đầu chỉ đạo thì chúng con chữa không nổi. Ví dụ như bệnh ung thư giờ vô ngày 5-70 ca là không ai làm nổi. Nếu mà chữa bệnh theo kiểu là chữa tự do,
thì người ta sẽ đến đây một ngày 50-70k, 10 ngày 500-700k, 1 tháng 57.000k rồi mình bỏ mình đi luôn, rồi 57.000 người ta về đây lẽ mình để tao chết hả nè. Vì thấy tụi con có những cái quyết định như vậy. Cái quyết định thứ ba nữa là cái người chữa ung thư, cái người ung thư đó là hầu như đại đa số là người lớn tuổi chứ không phải người nhỏ tuổi. Ví dụ như bây giờ một đứa, một người chưa tới tuổi vị thành niên thì cha mẹ chịu trách nhiệm. Còn một người tới tuổi vị thành niên rồi thì xã hội sẽ chịu trách nhiệm. Ví dụ như bây giờ ông cha Từ, ổng bị người ta đánh chết mà không rõ nguyên nhân thì nếu gia đình không làm khó thì thôi. Còn nếu gia đình làm khó thì chính quyền lúc này là cha mẹ của ông cha Từ phải đứng ra giải quyết. Phải vậy nè. Vậy thì một bệnh nhân nan y thì cái sống với cái chết của người ta nó gần lắm. Ví dụ người ta đang sống vậy mà chưa chắc ngày mai còn sống, nó gần gũi dữ lắm. Do vậy mà mình chữa một người bệnh này mà không có một người lớn như vậy dẫn về thì mình không dám chữa. Vì nếu mình chữa lỡ thì có gì đổ thừa. Thế nè, ông bố tôi đang sống mạnh khỏe gì ông chữa nó đi một cái sáng chết quen là bị đổ thừa. Thế nè, cho nên mình phải ba bốn mặt một lời. Thì tụi con ra cái nguyên tắc là người công giáo phải là cha xứ đưa về. Thì hôm nay là người công giáo là cha đưa về. Sáng hôm nay cũng có một ca từ bên Mỹ, ung thư tụy, thì cũng là giáo xứ của cha xứ bên Việt Nam về tới xứ nhà thì cha xứ mới đưa về đây. Từ Huế, thì tổng giám mục Huế đưa về đây thì khoảng 10 giờ gì tới đây thì làm giấy xong cũng phải tới 1-2 giờ thì cha xứ mới về. Cho nên cái ca này cha đưa về nó lạ gì. Rồi đằng sau lưng cũng còn nhiều các cha đang kiếm chương trình để đưa về. Nhưng mà con cũng nói rõ với cha cái nguyên tắc phòng khám ở đây là người công giáo là 3 tháng này là người công giáo mà cha xứ đưa về. 3 tháng tới nữa là Đức Giám Mục đưa về, cha xứ không đưa về. Hôm nay cha còn được đưa về là cha còn được cái khước này. Chứ 2 tháng nữa là cha muốn đưa về cũng không được, phải Đức Giám Mục đưa về. Đó là nguyên tắc của phòng khám. Cho nên nhiều khi người ta nghe là sốc lắm, nhưng mà không sốc, không thể sốc được, vì đó là nguyên tắc. Còn nếu người ngoại đạo thì chính quyền đưa về cũng không có sốc được, vì đây là bệnh lớn chứ không bệnh nhỏ. Còn nếu người Phật tử thì sư trụ trì đưa về cũng không sốc được, phải đưa về, tại vì phải có người bảo đảm thì còn mới dám chữa. Vậy cha đã đưa bệnh nhân và con chiên của cha về đây thì điều đầu tiên là chúng con cũng muốn rằng là cha hợp tác với chúng con qua việc đưa con chiên về đây để chữa bệnh. Thì cha sau khi làm giấy xong rồi thì cha về xứ cha cũng cầu nguyện cho con chiên ở đây. Đó là điều chúng con mong mỏi nhất. Chúng con ở đây thì chúng con trung thành chữa bệnh cho con chiên, nhưng các cha và các người nhà cũng hiểu cho chúng con rằng là đôi khi có những bệnh nhân mà nặng quá mình chữa không kịp, phải vậy không? Có những bệnh nhân thì vừa vừa chữa kịp. Ví dụ như bây giờ ở trong phòng khám này và ở nhà trọ nó có mười mấy ca nan y ung thư, thì mười mấy ca này đang trên đường trở về, tức là hết bệnh, hết bệnh trở về thì làm ta ung thư không? Rõ ràng là ta ung thư không là cái ung thư. Không có bệnh gì khác, hồi sáng không biết hồi sáng có ai lại đây thì có thấy những người bệnh nhân ung thư rồi hết. Đó là tất cả những người bệnh hồi sáng là sắp ra viện, tức là trở về với một con người không còn ung thư. Vậy đó là nguyên tắc phòng khám của con, thì cha cũng không có gì ngạc nhiên nhé. Thì 2 tháng nữa thì cha cũng muốn đưa về cũng không được. Tới phiên, tới lượt cái chế một đưa về vui lắm, cái lượt đòn hả. Vậy thì bây giờ cha hãy tranh thủ còn những con chiên nào bệnh cha cũng đưa về, để rồi cha cũng có một cái niềm vui với con chiên. Mấy năm tháng ông ơi, ông bị ung thư, con đưa ông về đó chữa hết bệnh rồi ông vui không? Bây giờ con muốn đưa cũng hết được rồi ông á. Nào, như vậy thì nói vậy với cha để nhắn với cha rằng khi cha về xứ cha đó, còn những ai ung thư các loại nan y, chứ không nói ung thư tiểu đường hay gút hay là
cao máu, cao huyết áp vô căn hay là tim mạch hay là thận hay là gan hay là các loại ung thư thì cha cũng phải tranh thủ đưa về. Vì cha không tranh thủ thì thời gian của cha còn 2 tháng nữa. Và lúc đó cha có muốn đưa về cũng không được, đến lượt đứa cháu mình phải đưa về. Thì đứa cháu một cũng chỉ có 3 tháng thôi, rồi đến lượt phải đứa Hồng Y đi về. Người ta chịu thôi. Rồi sau đứa Hồng Y 3 tháng đến đứa cháu Hoàng đưa về. Mình thử đứa cháu Hoàng về Việt Nam chứ. Tất cả phải đưa về không? Vì đây là sinh mệnh. Thấy không nào? Vì đây là sinh mệnh, vì người ta là con chiên, mình là chủ chăn, mình phải có bổn phận. Cứu một mạng người bằng xây tới mấy nóc chùa, nghe nói vậy đó không? Cho nên mình đưa một con chiên về chữa bệnh thì lớn gấp dạng dạng lần làm bao nhiêu cái nhà thờ hay là dạng 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 không như vậy. Vì đây là sinh mệnh, đây là sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho người ta, mà mình có cơ hội mình cứu người ta thì đây là điều tốt nha. Đó là những cái không sinh hoạt của cha để ta hiểu được cái nguyên tắc ở đây nha. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chữa bệnh ung thư. Thì bây giờ ông ơi, con nói cho ông nghe, ông bị ung thư đến giai đoạn này là giai đoạn coi như là cuối, thời kỳ cuối, ông cũng dư biết rồi phải không nè. Dĩ nhiên đối với Chúa không có việc gì mà Chúa không làm được. Ông có tin điều đó không? Tin. Ông có xác tín điều đó không? Nhưng với điều kiện ông phải khước từ tội lỗi thì với Chúa không có việc gì Chúa không làm được. Cha lấy một cái đoạn tin mừng ra để rồi ông tin liền. Gia đình của Martha Maria là có một người em là ai? Lazaro. Thế nè, khi mà Lazaro mà chết thì các ông đồ báo với Chúa rằng: thưa thầy, Lazaro đã chết rồi. Thì Chúa mới nói là không, Lazaro nó ngủ đó, không có chết đâu. Thế thì các ông đồ nói: thầy ơi, Lazaro chết rồi, con bảo đảm với thầy là chết rồi. Thế thì Chúa mới dẫn các ông đồ lại nhà của Martha. Thì khi lại đó thì Lazaro đã chết ở trong mộ, nằm ở trong mộ cuối được 4 ngày, xác cuối rồi. Chúa Giêsu gặp Martha và Maria thì hai chị em sắp Chúa: phải chi có thầy ở đây thì em con đâu có chết. Mọi người có nhớ bài tin mừng này không? Phải chi có thầy ở đây thì em con đâu có chết. Chúa Giêsu nói không, Lazaro nó ngủ đó chứ nó không có chết. Rồi sau đó Chúa mới bảo Lazaro phải đứng dậy đi ra. Thì Lazaro đứng lên đi ra, tức là Chúa cho Lazaro sống lại. Sau đó Chúa khóc. Chúa cho Lazaro sống lại, sau đó Chúa khóc. Vậy thì trong giáo hội Công giáo mình có một cái câu: lạy Chúa, xin Chúa hãy lau sạch nước mắt chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Vậy thì Chúa có khóc Lazaro chết không? Không. Lazaro với Chúa đâu có gì Chúa phải khóc. Lazaro chết như thế ở trần gian này là hàng ngàn người như vậy, hàng tỷ người như vậy, Chúa đâu có khóc. Mà tại sao Chúa khóc anh Lazaro chết? Vậy cái khóc đó là khóc chỗ nào? Thưa, cái chỗ Chúa khóc là vì các tông đồ không tin Chúa. Khi mà các tông đồ báo cho Chúa biết rằng: thưa thầy, thằng Lazaro nó chết rồi. Chúa nói không, nó sống chứ chết rồi nào. Nhưng mà các tông đồ không tin lời nói của Chúa. Các tông đồ nó chết rồi, thầy không tin còn dẫn thầy lại, thầy thấy nó chết. Chúa trò sống lại. Thế thì Chúa khóc Lazaro ở chỗ là gì? Chúa nói với các tông đồ rằng Lazaro nó sống mà con không tin, con không tin thầy, cho nên thầy khóc là gì? Các tông đồ thiếu niềm tin. Chứ không phải là Chúa khóc vì Lazaro chết. Trên đời này hàng vạn người chết mà, chẳng lẽ Chúa khóc từng người một? Chúa đã dạy dỗ hết rồi, Chúa không còn khóc nữa. Thế thì Martha trách Chúa: phải chi có thầy đây thì em con cũng chết. Nhưng mà
đã có thầy thì dù em con chết thầy cũng cho sống lại. Đó là niềm tin Chúa muốn dạy cho mắt ta, cho các con đồ về niềm tin. Khi có thầy thì thầy muốn điều đó thì điều đó sẽ được ứng nghiệm. Thầy muốn Lazarus sống lại và Lazarus sẽ sống lại. Vậy Chúa khóc ở chỗ là vì các con đồ không tin lời Chúa nói. Thầy nói cho các con biết là Lazarus ngủ chứ không chết. Thì đó nè, Chúa nó ngủ thì mình tin ngủ. Mà các con đồ không tin, Chúa lại cho bảo Lazarus thức dậy. Lazarus có thức không? Thức dậy. À, vậy trở lại cái bệnh hôm nay. Giờ đây ông chỉ còn tin vào lòng thương xót của Chúa. Nha. Ông chỉ còn tin vào lòng thương xót của Chúa. Nhưng để niềm tin đó được ứng nghiệm thì bắt đầu từ hôm nay ông phải dứt khoát chí tội. Vậy dứt khoát chí tội là dứt khoát chỗ nào? Dứt khoát chí tội là từ nay con không phạm tội nữa. Vậy ông lớn tuổi rồi ông làm gì phạm tội đấy? Phải không? Ông không có chửi thề, ông không nói tục, phải nè. Ông không có là làm trộm cắp tham lam hay là dối gian. Vậy tội chỗ nào? Chỗ đó mới là chỗ tội. Làm sao mà ông hiểu được ngay cái chỗ đó thì Chúa sẽ cho ông phục sinh. Hồi nãy cha nói với ông là từ nay ông tránh xa tội thì Chúa sẽ chúc phúc cho ông để được sống tiếp. Nhưng mà ông nói thưa cha, con già rồi, con làm gì nữa tội, con không chửi ai, con không trách ai, con không phiền ai. Vậy con tội ở chỗ nào? Hẳn nè, làm sao hiểu được ngay cái chỗ đó là chỗ tội đó? Vậy chỗ đó là chỗ nào? Thưa, cái chỗ đó là giờ đây ông phải tha thứ cho tất cả mọi loài gọi là tạo vật của Chúa. Tức là giờ đây ông phải ăn năn sám hối trước Chúa, rằng lại Chúa 78 năm qua con không hề biết Chúa dạy con ăn cây cỏ mang hạt giống, để rồi ngày hôm nay con phải mang những cái di chứng như vậy. Đó là cái nợ máu mà con phải đền. Vậy cái mà ông phạm tội đó là ông sát hại tạo vật của Chúa. Mọi người có công nhận con người là loài thọ tạo của Chúa không? Động vật là thọ tạo của Chúa, cây cỏ là thọ tạo của Chúa. Vậy 78 năm qua ông toàn bộ là ông sát hại các loài thọ tạo của Chúa. Mà quả thật ông không biết, ông không hiểu, cho nên ngày hôm nay ông mới nhận được cái bệnh như vậy. Thì quả thật xét theo lời Chúa thì không có gì lạ hết. Nhưng cái lạ ngay ở chỗ là cha nhắc ông rằng lại Chúa, ngày hôm nay con biết con bệnh ung thư gan như thế này, giai đoạn cuối rồi, vàng da hết rồi, và coi như con không còn được bao nhiêu ngày để sống. Ngày sống của con đếm giờ, đếm phút, đếm ngày. Nhưng con tin rằng Lazaro đã thúi ở trong mộ rồi mà Chúa còn kêu sống lại được. Thì con chưa thúi mà, đúng không? Chúa sẽ kêu con sống lại được. Nhưng chỗ này là để Chúa kêu con sống lại, thì giờ đây con hứa với Chúa rằng con sẽ không ăn động vật, vì đó là tạo vật mà Chúa dựng nên để phục vụ cho con người, để trang trí cho vũ trụ, để phụng thờ Thiên Chúa. Mà con không hiểu, con là ăn nó. Cho nên giờ đây con phải lãnh một cái án phạt như thế này. Đó là cái bệnh, cái đền nợ máu của con. Vậy cha chỉ nhắc ông một câu, kể từ hôm nay cho đến ngày ông mạnh khỏe, cho đến ngày ông trở về nhà, ông phải quyết lòng với tâm của mình rằng con sẽ không ăn động vật. Con phải tha thứ cho các loài thọ tạo mà Chúa dựng nên. Thấy chưa? Con phải tha thứ cho các loài thọ tạo mà Chúa dựng nên. Thọ tạo đó là động vật, là cây cỏ. Động vật để trang trí vũ trụ, làm đẹp cho con người. Chúng ta vô sở thú, chúng ta có kể con ngựa đi chụp hình không? Phải không? Con bò nó cày ruộng, con trâu nó đạp lúa, con ngựa nó kéo xe cho dân, con bồ câu nó đưa thức, rất là trung thành. Con chó giữ nhà,
đây là những tạo vật mà Thiên Chúa dựng nên để làm đẹp cho vũ trụ, trang trí cho con người, phục vụ cho con người, phục vụ cho Thiên Chúa. Và nó có đường đi của nó, nó có sự sống, nó có đường đi của nó. Nhưng mình không biết nó, mình chặt đầu cởi cổ nó, mình ăn 78 năm qua. Mà ngay chỗ này ông không hiểu, cho nên ông không hiểu ông cũng phải đền cái nợ. Nhưng bắt đầu hôm nay ông hiểu, vì cái ông ăn ngậm chặt đó mà ông lãnh một cái quả như thế này. Thì bắt đầu từ hôm nay ông phải hối hận về cái chuyện con đã làm mà con không biết. Xin Chúa tha tội cho con. Thì Lazaro đã nằm cúi trong mồ 4 ngày mà Chúa còn cho sống lại, thì ông đâu có đáng gì đâu. Nếu ông tin được điều này, Chúa sẽ cứu sống ông. Tha tội. Nếu ông tin điều này, Chúa sẽ cứu sống. Ông có tin được điều này không? Ông có nghe con nói rõ không? Nghe được từ tiếng không? Nghe được. Vậy con không nói nhiều về cái bệnh của ông, nhưng mà con chỉ nói rằng là ông đã ăn sai cái thức ăn mà Thượng Đế đã ban cho mình. Cái thức ăn là cây cỏ và hạt giống, là thức ăn nano. Mà mình đã không ăn thức ăn này, mình ăn sai thức ăn này, cho nên bây giờ mình phải lãnh cái hậu quả này. Thì bắt đầu từ hôm nay ông phải tỉnh lại. Ông phải hứa với lòng, ông phải hứa với Chúa, ông phải hứa với các loài động vật, ông không ăn thịt nó nữa. Thì cho dù ông có nằm 4 ngày trong mồ, Chúa vẫn kéo ông sống lại. Nhưng điều đó sống lại không còn thuộc vào niềm tin của ông. Ông nghe con nói rõ không? Bà là em hay là vợ? Bà nghe nói rõ không? Tất cả những người con cháu của ông bắt đầu từ hôm nay phải trở về quê hương làm bác ái cho ông. Đi đến nhà thờ gặp cha xứ, cha ơi, tất cả những cái tiền bạc của cải mà chồng con có, giờ đây con giao hết cho cha, xin cha làm bác ái cho chồng con, được không? Được không? Giờ đây ông giữ tiền để làm chi? Phải không? Giờ đây cái tiền của ông còn bao nhiêu, phải đưa về cho cha sở này hết, để cha đi làm bác ái cho ông. Còn ông vô đây chữa bệnh không có tốn tiền, không có tốn một xu nào hết. Vậy thì cho dù ông vô đây, ông đi chữa bệnh có tốn tiền, thì cái phần tiền còn lại của ông cũng phải đi làm bác ái. Đó là lời dặn dò của cha. Nha. Tất cả mọi người phải cùng tạo phước với ông. Và tất cả bầy con cháu của ông muốn ông sống, muốn được Chúa chữa lành, phải về ăn chay hả mình, chứ không phải được ngang nhiên nữa. Ngày xưa thì mình sống một cách vô pháp vô thi. Mình muốn ăn con gì ăn, muốn chặt con gì chặt, muốn cởi con gì cởi. Cái đó là mình vô pháp. Sau khi đến nơi này rồi, cái nơi này là cái nơi phục sinh rất nhiều ca đi. Hiện nay là cha đã phục sinh được 8 ca ung thư. Hiện tại thì cha còn mười mấy ca ung thư sắp phục sinh để về. Vậy thì cái nơi này là nơi Chúa cho họ được phục sinh. Vậy thì cha là người có trách nhiệm để nhắc bệnh nhân phải làm cái gì để được Chúa phục sinh. Cha là người có trách nhiệm để nhắc cha xứ của ông này, để nhắc tất cả con cháu của ông này phải làm cái gì cho ông phục sinh. Tất cả cha xứ và con gái của ông làm cho ông được phục sinh, thì cuộc đời của chúng ta đã thành hiện thực, đã mỹ mãn. Nha. Phần của cha trị bệnh cho ông và ban nhiễm chẩn, thì cha và ban nhiễm chẩn không hề tiếc công, tiếc của, tiếc thời gian, tiếc sức lực. Nha. Cha và ban nhiễm chẩn tuyệt đối không tiếc chỗ này. Và chữa bệnh trên tinh thần yêu thương và cho không, không lấy một xu một hào nữa. Nhưng cái phần mà cha muốn với cái bệnh này, bản thân ông thì từ nay cho đến ngày khỏe mạnh, ông phải sám hối với lòng. Sau khi con khỏe rồi, con về con không ăn động vật nữa, con sẽ tha thứ cho các loài Chúa đã tạo thành. Ông nghe rõ không? Kể cả cha xứ và các con chị.
và các con cháu phải hy sinh hãm mình để cho người mạnh khỏe. Đó mới là cái tình của người cha với đứa con chiên. Đó mới là cái tình của người vợ đối với chồng, người cháu đối với ông, người con đối với cha. Cha nói vậy làm được không? Hả? Tất cả cha xứ và mọi người phải ráng làm nha. Vì đây là cơ hội không dễ cha có. Có một chứ không có hai nha. Khi cha đưa con chiên này đến đây trị bệnh thì điều đầu tiên cha mong mỏi là được hết bệnh. Phải nè, con cháu ông mong mỏi là được hết bệnh. Nhưng Chúa đã từng dạy các tông đồ: thưa thầy, sau lần trước con đi trừ quỷ con trừ được hết đơn mà lần này con trừ không được. Chúa nói là sao? Hả? Đó, Chúa nói ăn chay và cầu cầu nguyện. Chúa nói cái thứ quỷ này nè, con phải ăn chay và cầu nguyện mới trừ được. Vậy hôm nay cha xứ và các thành viên trong này của cha đưa con chiên này đến đây trị bệnh. Bệnh này là một con quỷ. Hết nè, cái bệnh là một con quỷ. Vậy để chữa lành cho con chiên này, chính cha xứ và các con chiên phải ăn chay và cầu cầu. Điều này là điều cha nên làm. Phải không nè? Điều chết cha rất nên làm. Và ăn chay là ăn như thế nào? Là ăn cái thức ăn nano. Cái thức ăn nano là cây cỏ mà hạt giống thì nó là nước. À, về phía này thì sáng nay cha đã giảng cho cha xứ ở ngoài ngoài Quế nhiều lắm. Thì cha mong rằng mọi người sẽ đón nhận cái clip, đón đợi cái clip vừa rồi đó để nghe cái thức ăn nano. Còn ở đây cha không đủ thời gian để nói lại. Tức là cha đã nói hồi sáng rồi thì cha và mọi người sẽ nghe được cái thức ăn nano là thức ăn gì nha. Cha chỉ mong rằng cha xứ và các con chiên phải cố gắng trừ cái loại bệnh này. Bệnh này là một cái loại bệnh khoa học nó gọi là bệnh gì? Bệnh nan y. Nan y là không chữa được. Hoặc là nó gọi là cái bệnh quái ác, bệnh quỷ quái gì đó mà chữa không được. Phải không nè? Hai đứa nhỏ nó ngồi nó khóc, nó ngồi trước cửa nhà nó khóc. Mình đi ngang hỏi sao con khóc vậy con? Ông cố ơi, không biết cha con mắc cái bệnh quỷ quái gì mà chết rồi. Nó đâu biết bệnh ung thư, nó nhỏ xíu à đó. Cha nó ung thư chết, nó không biết bệnh ung thư. Hỏi bệnh gì con? Không biết cái bệnh quỷ quái gì đó mà cha nó chết. Thế cha họ không biết cái bệnh đó, họ cho là bệnh quái ác. Phải nè, mấy đứa nhỏ nó gọi là bệnh quỷ quái gì đó, hoặc là bệnh nan y. Còn đạo Phật là bệnh nghiệp, đạo Chúa là đền nợ. Vậy thì kể từ hôm nay cha xứ và các con chiên trở về nhà phải ăn chay và cầu để tránh cái bệnh quái quái ác nha. Còn bản thân ông ở đây thì phải ăn chay rồi. Bản thân ông ở đây phải ăn chay và ông chỉ còn đọc kinh suy niệm với Chúa. Lại Chúa, con là kẻ có tội, con không biết ăn động vật mà bị bệnh như thế này, chứ nếu con biết con không bao giờ ăn. Hả nè, ông chỉ nói với Chúa nhiêu đó thôi. Rồi tự động vì lòng thương xót của Chúa, Chúa muốn ông sống, Chúa sẽ làm cho ông sống bình thường nha. Mình tất cả là mình phải trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Cha đồng ý không? Tất cả trông cậy vào lòng thương xót. Đó là cái nguyện vọng mà hôm nay tới đang chữa bệnh nha. Và hồi sáng này ông đến đây thì cha không nhận bệnh, nhưng mà trong lòng cha nghĩ rằng thế nào ông cũng được nhận. Thì cuối cùng cũng có cha xứ đến đây. Rõ ràng ngay ngang qua chỗ này kết luận ông có một cái phước báo nào đó, cha xứ mới đến đây để bảo lãnh cho, để chữa lành cho. Vậy thì ngang qua chỗ này cũng khẳng định là ông đã có một phước báo rõ ràng. Vậy cái phần còn lại ông phải nghe lời cha đây, cha Tường đây, là phải ăn năn sám hối lại Chúa. Sau này con hết bệnh con về, con tha thứ cho mọi loài Chúa đã tạo. Con không ăn thịt nó nữa Chúa ơi. Thì con ăn nó là con sai rồi. Mà sai ở chỗ nào thì cái clip mà cha nói hôm nay, cái bài giảng mà cha giảng cho cha ở miền Trung hôm nay, thì ngày mai, ngày mốt cho lên mạng hãy coi chỗ nào là chỗ sai. Thì ở đây cha cũng đủ giờ để nói lại nha. Mời quý vị là đề nghị cha sẽ nghe được cái clip đó để mình biết cái thức ăn nano.
và mình giúp cho con chiên của mình vượt qua những căn bệnh như vậy nha. Vì hiện nay ung thư các nước trên thế giới không chữa được. Tại sao không chữa được? Là bởi vì họ không nhận ra cái thức ăn nano. Họ không nhận ra thức ăn nano. Họ chỉ nhận ra thức ăn mà động vật là thức ăn không nano. Cho nên cứ bám vào động vật mà ăn thì cuối cùng là nó động lại những cái chất tế bào, rồi nó không giải thoát được thì nó đầy trong người mình, nó thì nó hư nhé. Nó là như vậy. Cho nên cái clip mà ngày mai mốt cho đưa lên á, thì cái clip đó khẳng định cho mọi người biết là thức ăn nano là thức ăn gì nha. Thì hôm nay ta chỉ nhấn mạnh chỗ là cha xứ và con chiên phải về ăn chay và cầu nguyện cho bệnh nhân của mình, cho con chiên của mình. Còn ông, bản thân ông phải sám hối từng giây từng phút. Thì đối với Chúa không có việc gì Chúa không làm được. Lazaro 4 ngày thú quắc thú hình rồi mà Chúa còn kêu vậy mà, đúng không? Ông đây đâu có gì hết nè. Nhưng ông có tin được điều đó không? Tin. Bà có tin điều đó không? Vậy bắt đầu từ hôm nay về nhà, còn bao nhiêu của cải tài sản mà ông phải đem bán hết dâng cho cha xứ để cha xứ làm bác gái được không? Thì ý cha nói là như vậy. Thì mình coi lại coi ông còn được bao nhiêu tài sản. Chúa nói với người thanh niên mà muốn đi theo Chúa là phải bán hết tài sản rồi đi theo. Đó. Thì đó là cái đề nghị của cha nha. Còn bao nhiêu của cải của ông đưa cho cha xứ. Cha ơi, bố con đi vô trong cha tường chữa bệnh rồi, bây giờ không tốn tiền tốn bạc gì hết, thôi thì bố con còn bao nhiêu của cải này con giao hết cho cha, xin cha hãy làm phước cho bố con. Đó là cái lời của cha dặn dò như vậy nha, để tạo phước, để kéo dài sự sống cho. Đó là tất cả những người thân phải lo làm. Ngoài ra còn lần chuỗi đọc kinh, còn nguyện ăn cây cỏ mà hạt giống nha. Thì đó là những điều mà cha nhắc nhở vậy nha. Xin nhắc với cha xứ và mọi người vậy ha. Bây giờ khi vào đây làm khám bệnh thì nó có hai cái hồ sơ. Hồ sơ thứ nhất là đơn xin khám chữa bệnh. Ở trong cái đơn xin khám chữa bệnh này là khám không tốn tiền. Nội dung là tôi là bệnh nhân tên gì, tôi đang mang căn bệnh là ung thư giai đoạn cuối, ung thư gan giai đoạn cuối, là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền trả chữa nên tôi làm đơn này xin ban quản nhiệm cho tôi được chữa bệnh miễn phí. Đây là cái đơn xin chữa bệnh miễn phí. Vậy thì ông còn khỏe thì ông phải ký vào cái đơn này. Ông còn ký được không? Để chi? Để ngày ông hết bệnh là ông không có phải trả tiền. Tuy mặc dù chữa bệnh nhưng không, nhưng phải rõ ràng. Còn nếu mà ông không ký đơn như vậy, mai mốt chữa hết bệnh cho ông là lấy tiền ông có trả nổi nha. Bệnh này lấy nhiều tiền lắm. Và ông có đồng ý là chữa bệnh nhưng không, ông ta không trả tiền không? Hả? Đồng ý là ông phải ký tên vô đây nha. Rồi ông ký được ha. Xin mời ông ký vô đây. Ký ghi rõ họ tên. Ông ký tên trước đi. Để mình mới biết ông khỏe nha, mình biết chữ. Rồi, như vậy là xin chúc mừng ông là ông chữa bệnh miễn phí nha. Khi ông ký vô mới chúc mừng ông là ông chữa bệnh miễn phí, ông phải trả tiền. Bây giờ còn một cái đơn nữa nha. Còn một cái đơn nữa là giấy cam kết khám bệnh. Ai là người nuôi? Trong cái giấy cam kết khám bệnh này là cha đọc cho bà nghe nha, để bà hiểu nha. Nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, thầy lương y Du Xe Nguyễn Văn Thanh điều trị trực tiếp, y sĩ Maga Nita Phạm Thị Thông Tâm là trưởng phòng khám ở đây, và quản nhiệm là Domenico Phạm Văn Tây quản nhiệm ở đây.
tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ phác đồ điều trị ở đây. Nếu ngày nào tôi còn điều trị ở đây, tôi sẽ tuân thủ phác đồ. Và nếu tôi làm sai phác đồ thì tôi sẽ đi ra khỏi phòng khám. Ví dụ như bây giờ cha cho ông ăn cái này mà ông đòi ăn cái kia là cha không chịu, cha đủ rồi, bị chữa không hết bệnh nha. Nhưng mà tới đây rồi thôi đừng đòi ăn nữa, để tôi chữa cho nha. Rồi muốn ăn gì hết bệnh gì mà tự ăn thế nè. Nhưng có cái này, nếu như người thân của tôi đang khám bệnh, đang trong quá trình điều trị bệnh mà có xảy ra chết chóc thì tôi, gia đình của tôi, người thân của tôi không thưa kiện gì chú. Bà có đồng ý cho mày? Chị đồng ý không chết bữa nào? Phải không nè, rủ vô đây ngày mai chết queo rồi, giờ bà thưa tôi nè, ở tù phải ở trên ổng. Ông cha xứ ở tù theo luôn. Phải không? Giờ mấy ông cha tường ở tù, mấy người này ở tù, lo luôn nè, ở tù luôn. Phải nè, như vậy thì muốn chữa cho ông này thì phải ký tên lỡ có chết không ở tù thì mới được. Đồng ý không? Cha đồng ý ha? Ông đồng ý không? Coi như chết là mình đem về mình chôn. Phải không nè? Còn ở đây tụi này sẽ cứu hết mình. Nhưng mà sợ là sợ vậy, nhưng mà cứu là cứu hết mình. Giờ ở Mỹ cũng vậy à, cũng phải làm đơn chết không ở tù, vô bệnh viện lớn cũng vậy không? Cũng như vậy. Chứ lỡ mà chết bắt ta ở tù rồi, bác sĩ này nhốt hết rồi ai chữa bệnh? Phải không nè? Vậy ha, ông có đồng ý vậy không? Bà đồng ý vậy ha? Cha đồng ý vậy ha? À, xin mời ông ký tên vô đây là cha xứ ký làm chứng, bà ký làm chứng nha. Xin mời ký tiếp ngay nữa. Ký này. À, xin mời cha xứ ký vô đây, cha xứ ký bảo lãnh. À, xin mời bà ký vô. Đúng rồi. Rồi, y sĩ Tâm ký vô đây. Y sĩ Tâm là trưởng phòng ký để xác nhận ha. Thầy lương y điều trị trực tiếp ký vô. Rồi đóng mộc vô. Để chịu trách nhiệm chứ mình chữa người ta mà. Quản nhiệm ký vô. Mình quản nhiệm ở đây. Ký chỗ này. Ông vui không? Dạ, vui lắm. Tức là ông tới đây người ta sẽ điều trị ông tới cùng nha. Dành sự sống của ông tới cùng luôn. Giá nào cũng phải dành lại, nhưng mà ông phải nhớ những lời cha dạy hồi nãy nha. Phải nhớ cho bằng được nha. Cuối cùng cha cũng ký vô luôn. Cha là người chịu trách nhiệm cuối cùng, phải không chết cha đi ở tù khỏi ai thưa trời. Ông ơi, bây giờ là trong cái giấy cam kết này là có y sĩ nè, có lương y nè, có quản nhiệm nè, ký vô trong này là chịu trách nhiệm để chữa trị cho ông, cùng với ba người làm chứng là hai người làm chứng là cha xứ của ông và vợ của ông làm chứng. Bên đó có cha thường ký tên nữa để là người quyết định sau cùng để bảo lãnh cái bệnh cho ông nha. Vậy thì mọi người hãy yên tâm nha. Cuối cùng cha cấp cho ông một cái thẻ bài. Đây là cái thẻ bài để ông đi ra vào khám bệnh mà không ai làm khó ông. Đó, ông sẽ được một cái thẻ bài này. Nếu như ông không được thẻ bài này thì ông sẽ không được khám bệnh nha. Đây là cái thẻ bài mà chừng nào ông chữa hết bệnh là ông đi về. Khi ông vô tới cửa là phải có quân sĩ mở cửa.
và không có một người nào trên trần gian này được làm khó ông hết. Ngon ha. Rồi đây là thẻ bài tôi sẽ cấp cho ông nha. À, cuối cùng cái này nó quan trọng nha. Cuối cùng cái thẻ bài này là cái thẻ mà ông được ra vào đây để chữa bệnh nan y nha. Rồi. Vậy đó là hồ sơ mà ông đã làm xong. Bắt đầu kể từ hôm nay thì ông không còn thuộc về ông nữa, mà ông phải thuộc về ban diện cảnh để người ta điều khiển cho ông nha. Chỉ có bà xã ông đi theo là lo cho ông ăn ngủ gì đó thôi nha. Rồi riêng về cha sở và các con chiên, cha nhắc lại một lần nữa, cha sở và các con chiên hãy về ăn chay cầu nguyện cho ông nha. Còn cái phần mà cha nói về nano các thứ đó thì hãy đón cái clip kế tiếp mà nghe để hiểu. À, mong rằng cha cũng hiểu được cái điều cha nói đây, để rồi cha sẽ dạy cho con chiên của cha, để rồi con chiên của cha cũng sẽ vượt qua những căn bệnh này nha. Cuối cùng ông có ý kiến gì không? Dạ. Cuối cùng bà có ý kiến gì không? Chị có ý kiến gì không? Dạ, cuối cùng con xin cha có ý kiến gì không? Dạ. Thì theo cha nói mạnh dạn. Theo như lời cha trình bày cái nội quy á, thì có cha xứ giới thiệu cho bệnh nhân. Dạ, hôm nay con cũng sắp xếp công việc để đưa ông xuống đây. Gia đình thì đưa ông xuống trước rồi, con xuống sau. Con có biết là có hai bệnh nhân ngoài kia, nhưng mà theo nội quy của cha thì phải có gia xứ. Cha nói thì mỗi cha mà tới đây giới thiệu thì được giới thiệu trong vòng 3 tháng thôi. 3 tháng thôi. Trong vòng 3 tháng giới thiệu bệnh nhân tới. Thì nguyện vọng của hai bệnh nhân đi theo á thì muốn con cũng giới thiệu, nhưng mà chắc là không đúng nội quy của đúng cha. Rồi, không đúng nội quy. Không đúng nội quy. Con có trình bày thì cha là bệnh nhân đó. Bây giờ hai bệnh nhân kia là bệnh gì? Đây là cha con tiểu đường rồi giai đoạn cuối. Còn bệnh nhân kia? Cha là con hả? Nhưng mà thuộc họ đạo nào? Dạ đại cha, con chúng con ở cả thuộc có thuộc họ đạo của cha không? Dạ thuộc bên giáo phận Đà Lạt. Đò vậy không được. Cái đó mình lấn sân như vậy cha cũng sai, mà cha từ cũng sai luôn. Không được nha. Không được nha bà. Chừng nào cha xứ của bà dẫn đến đây thì tụi con mới dám chữa. Cha không giận chỗ này không? Giờ cha đâu dám bảo lãnh vậy. Thuộc giáo phận Đà Lạt, cha giáo phận gì? Không được. Cái này là lắng sân nha bà nha. Thôi thì hai bà phải thông cảm nha. Tại vì tụi này cũng dám chữa như thế. Lắng sân là các cha khó lắm, các cha khó xử lắm nha. Không phải người ta không chữa cho mấy bà, nhưng mà nó bà thấy ai vậy? Ông này ông cha xứ đưa tới, ông cha từ đâu chối được. Hồi sáng chối à? Thấy vậy không? Dê dê dê. Hồi sáng là cha gặp cha chứ dê dê dê. Chừng nào ông cha xứ đến đây, giờ nào cha không chữa. Vậy hai bà phải thông cảm nha. Hai bà không được nhận nha, là vì hai bà không phải không có cha xứ, mà cha này thì không dám bảo lãnh cho bà. Mà nếu cha từng bảo lãnh như vậy, nếu cha từng sai trước rồi, kể cả cha cũng sai nữa, ông cha xứ kia làm khó cha rồi, cha khó ăn nói lắm nha. Đó là cái cha phải hiểu chỗ này nha. Rồi như vậy thì cha chỉ nói tới đó thôi chứ gì, còn thêm gì nữa không? Cha thương đó đó là cha thương con rồi đó. Còn nếu cha không thương nữa là cha không nói thêm câu nào nha. Cha gia đình nghèo lắm, xin cha thương đợi. Cái chuyện ở đây cha giúp không có tiền mà nghèo khổ gì đây không? Ở đây không có nói nghèo khổ, đúng nguyên tắc là cha chữa liền, không có nói nghèo khổ đây nha. Ở đây không có bàn chuyện nghèo khổ, đây là yêu thương và cho không. Ở đây không bàn chuyện nghèo, giàu cũng như nghèo, hai công việc kiều mỹ vô đây cũng chữa không có tiền. Đáp máy bay Tân Sơn Nhất đi thẳng về đây có tốn xu nào đâu, việc kiều mỹ. Cũng không được lấy tiền, cũng được yêu thương nhà cháu. Thì ông nói ai nghèo hay khổ đây, nhưng mình có con có chủ, có cha có chủ đàng hoàng. Vậy thì cha này cũng không nên nhận hai bà, bởi vì cha này nhận hai bà, cha này sai luôn nha. Vậy thì hai bà thông cảm nha, đó là thương mới nói vậy nha. Còn nếu không thương là thôi về về nha. Rồi vậy thôi, mình tới đây mình lo người ta cũng chữa bệnh đi nha, chứ để mình cứ nói chuyện hoài hết giờ nha. Xin mời chào quý vị. Sáng danh đức Chúa Cha và đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần. Chúng con đại diện danh Chúa nhân từ cho các hãng linh hồn được nên trốn nghỉ ngơi. Chúng con cảm ơn Chúa đã nghe lời chúng con cầu nguyện nãy giờ. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho cha xứ, cho bệnh nhân và cho những người đi theo cha. Cầu xin ơn trên phù hộ cho ông mau được lành bệnh.
cầu xin cộng đồng mạng ai biết được ông hãy cầu nguyện cho ông. Chúng con sẽ cầu nguyện cho anh em trên cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân dân cha và con và thánh thần. Xin chúc ông chữa bệnh được mạnh khỏe. Xin chúc cha bình an mạnh khỏe nha. À, bà ở lại nha, còn những người nào không nuôi thì cứ về cũng được nha. Xin mời cha xuống uống ly nước trà. Bây giờ bệnh nhân sẽ đi theo ban diện tật. Đây là bệnh nhân ung thư phổi ở tỉnh Trà Vinh. Cũng đã vượt qua cái chết rồi. Bệnh nhân này thì ngoại đạo. Bệnh nhân này là ngoại đạo. Còn bệnh nhân này cũng là Phật tử, cũng là ung thư phổi. Bệnh nhân là ung thư phổi. Đây là cha đến đây thăm nha bà. Thì ba bệnh nhân này sắp ra, còn bệnh nhân này là ung thư máu. Thì hôm nay cũng đã bình phục rồi, vô mười mấy ngày rồi cũng đã bình phục. Rồi, xin mời cha qua thăm bệnh nhân bên đây nữa nha. Sao, sáng giờ thấy đau dữ không? Dạ, êm. Êm rồi phải không? Dạ. Cứ cứ nằm yên ngủ đi. Đây, đây, đây. Đây, đây là bệnh nhân ung thư tụy, từ bên Mỹ về. Còn anh này cũng từ bên Mỹ về luôn anh này. Hai anh em từ bên Mỹ về. Bên đây một bệnh nhân nữa cha. Bên đây cũng một bệnh nhân từ bên Mỹ về mà hôm nay đâu hoàn toàn. Ông tôi ơi, đây là cha. Cha đến thăm ông. Cha nhà thờ. Cha nhà thờ đến thăm ông đây. Ông cứ nằm đi. Ông bị ung thư gan nhưng mà hôm nay là đã vượt qua hết rồi. Đã đến cái vinh quang của ổng rồi. Được mấy ngày rồi, ông ở đây mấy ngày. Ông về đây mấy ngày rồi, ông ở đây mấy ngày rồi. Coi như là ông đáp máy bay rồi là ông về đây luôn. Thấy khỏe không? Về đây có thấy khỏe không? Đó là những bệnh nhân ung thư không đó cha. Thôi tụi con thăm ung thư trước nha. Ông nghĩ nha. Dẫn nó cha đi chúc lành cho ông vậy mà. Dạ. Chúc cho ông khỏe. Sao ông khỏe như lắm rồi nè. Chừng cả mới có 13 ngày cha. Chừng cả không ngon lành hết rồi. Bình yên hết rồi. Dạ. Mời cha uống nước trà.